Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Tiểu Sử Nhân Vật Nổi Tiếng. Nhân dịp hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam, tôi xin chúc các chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hãy tự tin và tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Cùng nhân dịp ngày phụ nữ, nên hôm nay tôi sẽ làm tiểu sử của một nhân vật tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất mê, idol của chị em phụ nữ ở thập niên 90, đó là Hot Boy một thời, diễn viên Cổ Thiên Lạc. Và giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Let's go! Phần 1. Giới thiệu về Cổ Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc, tên tiếng Anh, Louis Cu, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1970, là nam diễn viên, ca sĩ, doanh nhân, và là nhà sản xuất điện ảnh người Hồng Kông. Anh sinh ra và lớn lên tại Quảng Đông, Trung Quốc, với chiều cao là 1m79 và cân nặng 71kg. Cha của anh là Cổ Xuân Quang, còn mẹ là Ly Ý Vân. Cổ Thiên Lạc được biết đến là một trong những diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Phần 2. Tuổi thơ và hành trình đến với nghệ thuật. Được biết đến là một trong những tài tử điển trai, chăm chỉ với những công tác thiện nguyện nhất nhì showbiz chung, ít ai biết rằng Cổ Thiên Lạc từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, quá khứ vào tù ra tội. Anh sinh ra trong một gia đình khó khăn, Cổ Thiên Lạc phải lăn lộn ra ngoài xã hội, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Từ năm 15 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn vận học hành, anh đã vất vả đi khuân vác thuê, mai lại trở thành phục vụ bàn, bán hàng quần áo, làm bảo vệ. Thời kỳ này, nam diễn viên bắt đầu giao du với một đám bạn lông bông không nghề nghiệp. Có lần, đám bạn của Cổ Thiên Lạc đang hành nghề trộm cướp, còn anh chỉ đứng bên nhìn. Nhưng không may, Cổ Thiên Lạc lại bị vạ lây khi cảnh sát bắt cả nhóm bạn. Cho dù vô tội nhưng vốn tính trượng nghĩa, nên anh quyết định cùng nhận tội và lãnh án 22 tháng tù. Trong thời gian ở sau song sắt, Cổ Thiên Lạc gửi gắm bạn gái cho một người bạn thân thiết chẳng khác gì anh em chăm sóc. Nhưng không ngờ rằng, khi anh vừa ngồi tù, bạn gái anh đã tay trong tay với người kia, bị hai người thân cận phản bội. Nam tài tử đau đớn mất lý trí, anh tham gia đánh lộn trong nhà giam. Mỗi lần đánh nhau, án tù của Cổ Thiên Lạc lại tăng thêm một tháng. Tổng thời gian anh bị giam tăng lên thành 2 năm. Quá đen cho anh Lạc, sau khi ra tù, Cổ Thiên Lạc quyết làm lại cuộc đời. Cuộc sống lập nghiệp đối với một người bình thường đã khó khăn, thì với người từng vào tù thời niên thiếu như Cổ Thiên Lạc lại càng khó khăn gấp bội. Dù vậy, anh không nản chí mà quyết gây dựng sự nghiệp chân chính. Cổ Thiên Lạc quyết tâm làm lại cuộc đời. Cổ Thiên Lạc siêng năng làm nhiều công việc lao động chân tay khác nhau. Anh được một công ty người mẫu phát hiện nhờ gương mặt lãng tử điển trai. Đến năm 1993, anh gia nhập TVB và ghi dấu ấn với hàng loạt phim truyền hình đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Cỗ Máy Thời Gian, Hồ Sơ Trinh Sát. Từ đó anh phấn đấu không ngừng để trở thành một trong những nam diễn viên chính xuất sắc và có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Nhất là từ khi anh đi tập tạ, nhuộm da cho rám nắng, cắt tóc ngắn, giữ vẻ mặt phong cách lạnh lùng trong những bộ phim anh đóng, thì số fan nữ càng tăng lên đáng kể. Hình ảnh nam tính của Cổ Thiên Lạc sau khi nhuộm da khác hẳn vẻ thư sinh yếu đuối trong những ngày đầu tiên. Fan hâm mộ khen ngợi nhiệt liệt. Có thời gian, anh được xếp số 1 trong danh sách những nam diễn viên đẹp trai nhất, trên cả Lưu Đức Hoa, Takeshi Kaneshiro hay Tạ Đình Phong. Phần 3. Sự nghiệp và thành công của Cổ Thiên Lạc. Anh đã có một sự nghiệp diễn xuất đáng nể và đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim thành công. Năm 1993, Cổ Thiên Lạc ký hợp đồng với TVB và gia nhập làng giải trí. Năm 1995, lần đầu tiên ông trở thành nam diễn viên chính trong bộ phim Võ Hiệp Thần Điêu Đại Hiệp, với vai diễn Dương Quá. Từ đây sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc chính thức thăng tiến. Vai diễn Dương Quá của Cổ Thiên Lạc và vai Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng trong phiên bản này được xem là hai vai diễn kinh điển nhất, khó ai có thể vượt qua. Năm 1999, với vai diễn Trung sĩ Cảnh sát Từ Phi trong bộ phim hình sự Hồ Sơ Trinh Sát 4, Cổ Thiên Lạc đã giành được giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất của lễ trao giải TVB. Với vai diễn Từ Phi này, anh đã rũ bỏ hình ảnh thư sinh trắng trẻo, trở thành một viên cảnh sát có làn da rám nắng rắn giỏi, nam tính. Năm 2000, với vai phản diện Trương Tự Lực trong bộ phim Thử Thách Nghiệt Ngã, anh đã giành được giải thưởng nhân vật truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB. Năm 2001, Cổ Thiên Lạc giành giải nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy, lần thứ 2 với bộ phim Cổ Trang Tầm Tần Ký. Năm 2001, Cổ Thiên Lạc rời TVB và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên siêng năng nhất. Cho dù thuộc hàng diễn viên top nhưng anh không hề chê kịch bản. Hễ có ai mời là anh tham gia, từ phim ma, phim xã hội đen, phim tình cảm, phim trinh thám, phim hài, phim kiếm hiệp. Ngoài điện ảnh, Cổ Thiên Lạc cũng là một cuộc dạo chơi trong âm nhạc. Anh hát mấy bài nhạc chủ đề cho những bộ phim truyền hình do chính mình đóng. Ngoài ra, còn vài ca khúc khác cũng khiến nhiều bạn trẻ thích thú trong album của anh. Album được chú ý nhất của Cổ Thiên Lạc là Mr. Cool. Từ đó fan hâm mộ kêu anh luôn bằng biệt danh này.
Phần 4, những đóng góp và tầm ảnh hưởng. Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty Thiên Hạ Nhất. Dưới trướng công ty này còn 10 công ty con. Ngoài quản lý những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Sa Thi Mạn, Cổ Thiên Lạc còn chú trọng việc đào tạo và nâng đỡ diễn viên trẻ. Chính vì thế, uy tín của anh trong làng giải trí ngày càng lớn. Anh được mọi người yêu mến gọi là anh cả của làng giải trí và được bầu vào chức chủ tịch của Hiệp hội Diễn viên Hong Kong. Cũng vì quá khứ nhiều gian truân, từng trải hơn người khác, Cổ Thiên Lạc luôn quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi lên chức chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông, anh thúc đẩy việc thành lập tổ chức từ thiện, có tên Hội Từ thiện của Nghệ sĩ biểu diễn. Hội từ thiện này thường xuyên có những hoạt động gây quỹ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Như một cách để các nghệ sĩ trả lại ơn nghĩa cho khán giả, cho xã hội, không chỉ đứng lên kêu gọi thành lập các quỹ từ thiện, nam diễn viên còn âm thầm tham gia vào những chuyến từ thiện. Công việc từ thiện của Cổ Thiên Lạc sẽ mãi âm thầm, và không ai biết cho đến khi vào năm 2010, thầy hiệu trưởng cùng hai học sinh tiểu học đã gửi lời cảm ơn công khai đến nam diễn viên, trên sóng truyền hình. Truyền thông bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về những hoạt động anh thực hiện và nhận ra rằng, sự thật Cổ Thiên Lạc, mang trong mình một trái tim vô cùng nhân hậu. Năm 2003, tại buổi tuyên truyền về HIV, Cổ Thiên Lạc ủng hộ 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3,3 tỷ đồng, cho người bệnh. Năm 2007, anh được bổ nhiệm trở thành đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, xuất bản truyện đại chiến đồ chơi, toàn bộ tiền bán sách sẽ trợ cấp cho quỹ. Đến cuối năm 2015, Cổ Thiên Lạc đã quyên góp hơn 80 trường học ở Quý Châu và những nơi khác, dưới danh nghĩa quỹ từ thiện của Cổ Thiên Lạc. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, phương tiện truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng Cổ Thiên Lạc là người đã tặng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh virus Corona 2 lần và ông đã tặng 5.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh vào lần thứ 3, thông qua quỹ từ thiện của Cổ Thiên Lạc. Tổng cộng là 13.000 bộ đã được tặng. Lưu ý rằng, Cổ Thiên Lạc đã làm từ thiện rất nhiều, tuy nhiên mình chỉ liệt kê một số lần nổi bật thôi, chứ kể ra hết chắc đến sáng mai. Tóm lại, Cổ Thiên Lạc là người đàn ông có trái tim vô cùng nhân hậu. Anh đã dùng những thành công của mình để lan tỏa lòng yêu thương, làm việc thiện cho xã hội. Phần cuối, chuyện tình với Hoàng Kỳ Oánh. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cổ Thiên Lạc chỉ công khai yêu đương với một người duy nhất, đó là diễn viên Hoàng Kỳ Oánh. Năm 1994, Hoàng Kỳ Oánh và Cổ Thiên Lạc gặp nhau khi quay phim Hạnh Phúc Đâu Tự Có, và hai người đã có mối quan hệ tình cảm trong 7 năm. Trong thời gian quen nhau, Cổ Thiên Lạc bị lộ tiền án, lúc đó hình tượng của anh bị rơi xuống đáy, và sự nghiệp lao dốc không phanh, nhưng Hoàng Kỳ Oánh vẫn chọn cách không rời xa, an ủi và ủng hộ anh. Tuy vậy, mối tình này vẫn kết thúc trong sự nuối tiếc của công chúng. Sau khi chia tay, Hoàng Kỳ Oánh vẫn không có bất kỳ lời nói xấu nào về Cổ Thiên Lạc, cô luôn khen ngợi anh ấy với truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn, Cổ Thiên Lạc đã thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của cả hai có điều không ổn. Khi đó anh còn khá trẻ nên không hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm và bỏ lỡ một mối tình đẹp. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về cuộc đời và sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc. Với tình yêu và tài năng của mình, Cổ Thiên Lạc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và trở thành một biểu tượng của làng giải trí Hồng Kông. Anh không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một người có tấm lòng ấm áp khi thường xuyên làm việc thiện. Ông là một hình mẫu đáng noi theo trong giới giải trí, không khoe khoang và hy sinh mà không đòi hỏi cần phải đáp lại. Tinh Hoa Hội Tự, Phụ Nữ Gất Mê, video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì cho mình một like, share và comment, để mình có động lực làm ra những video chất lượng hơn. Các bạn muốn tìm hiểu về nhân vật nào, thì hãy để lại comment về nhân vật đó nha. Mình sẽ tổng hợp và làm về nhân vật bạn yêu cầu một cách sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.